Bạn đang nghe Từ Lặng Radio, nơi đánh thức thương yêu thẳm sâu trong con người bạn. Phụ nữ càng khôn khéo càng dễ sống, tỏ ra mạnh mẽ chỉ thiệt thân. Trong xã hội hiện đại, người phụ nữ mạnh mẽ được nhiều người đề cao và ngưỡng mộ. Thế nhưng, ít ai biết rằng phụ nữ đôi khi cũng cần phải yếu đuối đúng lúc. 1. Lắng nghe người khác. Phụ nữ mạnh mẽ có xu hướng tự tin quá mức vào bản thân, dễ dẫn đến tâm lý cố chấp phải chống chọi mọi thứ một mình. Cuối cùng chẳng có người bạn nào bên cạnh. Trong cuộc sống, người phụ nữ khôn khéo luôn biết được giá trị và vị trí của chính mình. Họ hiểu rằng bản thân mình không đủ hoàn hảo nên sẽ lắng nghe mọi người đóng góp ý kiến của người khác, từ đó chọn lọc để hoàn thiện bản thân. 2. Không coi thường đàn ông. Kiểu phụ nữ mạnh mẽ luôn đề cao quan điểm độc lập, tiền là tất cả, đẹp nhất là khi không thuộc về ai. Họ coi đây là châm ngôn sống của đời mình. Thế nhưng, thức lâu mới biết đêm dài, đâu ai đoán được ngày mai sẽ ra sao. Phụ nữ khôn khéo không coi thường đàn ông, không sợ việc lấy chồng. Họ hiểu rằng nếu yêu thật lòng, không ai đồng hành với mình lâu nhất bằng người bạn đời. 3. Biết mình biết ta. Có một ít người phụ nữ luôn cho rằng chuyện gì mình cũng biết. Họ quá tự tin vào sự hiểu biết của bản thân, luôn cho rằng mình thông minh, tài giỏi, vô tình khiến người khác khó chịu vì sự thẳng thắn đến mức thô tục. Phụ nữ khôn khéo dễ được lòng người khác. Họ hiểu lời hay ý đẹp không phải là giả tạo, mà là biết mình biết ta. 4. Làm việc thông minh. Phụ nữ mạnh mẽ đề cao sự nghiệp, cho rằng nhất định phải kiếm thật nhiều tiền để có thể tự lập kinh tế. Họ làm việc đến mất ăn mất ngủ, nhan sắc lên xuống thất thường. Chưa biết sự nghiệp có thành công hay không, nhưng trước mắt nhan sắc và sức khỏe của họ bị tổn hại. Phụ nữ khôn khéo coi trọng công việc, nhưng làm việc thông minh, cân bằng sức khỏe và đời sống thực tế. Họ có thể không xinh đẹp lộng lẫy, nhưng vẻ bề ngoài luôn sạng sỡ đầy cuốn hút. 5. Không chấp nhận sự phản bội. Điều dễ nhận thấy ở những người phụ nữ mạnh mẽ, đó là họ khó chấp nhận những điều mà đối phương gây ra, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, họ quên luôn lầm lỗi ngày trước. Người phụ nữ khôn khéo dễ thông cảm, tha thứ cho người khác, nhưng một khi bị phản bội, thì cả đời này họ sẽ chẳng thể nào tha thứ được. Họ khó quên cảm giác này bởi niềm tin rằng cái gì có thể xảy ra một lần thì đều có thể lặp lại trong tương lai. 6. Sống vui vẻ, tích cực. Sự mạnh mẽ của phụ nữ thường đi kèm với tính cách dễ biểu lộ cảm xúc, dễ mất bình tĩnh. Nhưng đến lúc mối quan hệ xảy ra chuyện gì khó mà dứt được, vô cùng thiếu quyết đoán. Phụ nữ khôn khéo luôn sống vui, luôn mỉm cười với mọi chuyện xảy ra trong đời. Bởi họ hiểu rằng, dù có tức giận hay cau có, cũng chẳng giải quyết được gì. Họ không chửi bới, không la mắng, vì biết rằng to tiếng cũng không làm mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn. Họ chỉ rời đi nhẹ nhàng khi họ không còn tin tưởng. Dù kiểu phụ nữ mà bạn muốn trở thành là gì đi chăng nữa, miễn bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Điều duy nhất bạn nên nhớ, bạn chỉ có thể vui và hạnh phúc khi biết tôn trọng, trân trọng và hợp lực cùng những người xung quanh. Vì thế, hãy khôn khéo trong các mối quan hệ, biết yếu đuối đúng lúc, bởi con người chẳng ai thích cô đơn gánh lấy mọi thứ đâu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Các bạn thấy nội dung của chủ đề hôm nay như thế nào ạ? Hãy comment bên dưới để chúng mình rút kinh nghiệm cho tập sau tốt hơn nha! Những lời khuyên và đóng góp của các bạn sẽ giúp Lặng Radio không ngừng hoàn thiện và phát triển. Để tiếp tục cùng Lặng Radio lan tỏa ý nghĩa cuộc sống, những điều tốt đẹp, các bạn hãy chia sẻ tới bạn bè và người thân của mình cùng theo dõi nhé! Bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận những thông báo cho bài viết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!